Ơi, xin chào các anh chị và các bạn đã ghé shop dao Nhật Bản ha. Thì hôm nay mình cũng có một ít dao. Lần đầu tiên lên YouTube cho mọi người xem ha. Thì rất mong được sự ủng hộ từ cả các anh chị và các bạn. Nếu các anh chị cảm thấy thông tin bổ ích thì chỉ việc like, comment hoặc là share để hoặc là subscribe để mà hoàn thiện phát triển tốt hơn cái kênh của mình. Rồi hôm nay thì ngày 10 cũng có khoảng 10 sản phẩm ha. Thì anh chị nào cần cái nào thì vui lòng có thể là để lại thông tin ở bên dưới bài hoặc là inbox cho mình theo cái số điện thoại là 077-884-0084. Mình tên Phúc ha, có thể Zalo hay là Viber hay là Facebook cũng được, hay là gọi trực tiếp ha. Rồi mình bắt đầu vào các sản phẩm ha. Thì đầu tiên là cái con dao bếp, con Santoku của Kai. Con này dòng 3000. Cái này là thái thông dụng thôi, chuyên thái thông dụng, khá là đa năng. Có cái bếp chống bám dính ha. Cái này thì còn khá là mới ha. Lưỡi dao, thân dao, cán dao còn khá là nguyên vẹn ha. Với cái mã là 10.01. Cây này là giá của nó là 550.000, giá chưa bao gồm phí ship ha. Rồi, rất là đẹp, các anh chị có thể xem ha. Rồi dao này chưa có mài ha, bên mình thì vẫn có hỗ trợ mài cho lần đầu tiên nếu các anh chị cần. Còn muốn nguyên bản thì mình sẽ ship nguyên bản vậy thôi. Rồi đó là cây số 1 với cái mã là 10.01 ha, 550.000. Rồi cái thứ hai là cây Betty của Mizuno. Mizuno thì được biết đến là dao dạng tốt rồi. Cây này cán khá đẹp, thì cũng còn đẹp lắm. Lâu lâu có vài cây. Rồi với cái mã là 10.02 của Betty Mizuno. Cây này để mình xem cái này. Cái dài lưỡi của nó là 10.5 cm ha. Cái này mình bán là 200.000, giá chưa bao gồm phí ship. Rồi cái tiếp theo là 10.03 Nakiri ha. Nakiri này thì chuyên dùng để mà thái băm thôi, không dùng chặt nha. Cán dao thì không có dày lắm. Cây này cán còn kèn luôn, cây này coi như giống như là chưa dùng, còn khá là đẹp. Với cái mã là 10.03, giá cây này là 450.000. Con này lưỡi thì dài 16.5, thông dụng. Rồi Nakiri mã là 10.03. Rồi tiếp theo là con Santoku. Con này dao với thông dụng, con này cũng của Kai luôn ha. Lưỡi dao thì cũng còn khá đẹp. Những dòng này thì dùng thoải mái à, không cần phải sợ bảo quản gì nhiều. Con này thì nó cũng lưỡi 14 thôi. Giá con này là 330.000, giá chưa bao gồm phí ship. Với cái mã là 10.04. Rồi, tiếp đến là con với cái mã là 10.05 cũng là Kai ha. Hôm nay thì mình lên chủ yếu là Kai thôi. Rồi con này cũng còn khá mới, lưỡi tem tiếp còn như bạn Kai ha. Vâng, thế 10.05.
Santo hay Santo Tu, con này lưỡi cũng thông dụng luôn, 16,5 16,5 cm. Con này bên mình bán là 550.000 ha, giá chưa bao gồm phí ship. Rồi tiếp theo một cây cai SVK ha, SVK 5.000. Con này mới vệ sinh sơ sơ thôi, gãn nó khá nặng, lưỡi phi này là lưỡi 12 cm, cầm rất chắc chắn ha. Cây SVK 5.000. Rồi cây này với mã là 10.06, cây này 200.000 nha các bạn, giá chưa bao gồm phí ship. Rồi tiếp theo là con Yanagi nguyên liệu thái sashimi ha, lưỡi một bên nè, cây này lưỡi dài 20,5 cm, với cái mã là 10.07. rồi cây này mình bán là 400.000 ha, giá chưa bao gồm phí ship, với mã 10.07 nha. Còn phi lê dài này ghi. Rồi tiếp theo con Gito, con này lưỡi dài 23,5 với cái mã là 10.08, con này cũng còn khá đẹp, khá carbon, lưỡi dao cán dao còn nguyên vẹn. Nói chung mình mới vệ sinh sơ thôi, anh chị nào cần vệ sinh sạch đẹp thì anh chị có thể làm thêm nhé. Rồi 10.08 Gito với giá là 670.000. Rồi tiếp theo là con Santoku Mizuno thép Swedish Steel, dòng này thôi khỏi chê rồi, cản rất là chắc nha. Thép chưa còn lâu lâu nữa là một em ha, với cái mã là 10.09. Mizuno này với cái lưỡi dài là 14 cm ha, 14 cm, dao liền cán ha. Rồi mã 10.09, đơn giá của nó là 450.000, giá trị vừa gồm cái ship. Rồi cuối cùng là cái con Betty thái gọt trái cây gọt hoa quả thôi, nóc liền cán, bỏ lấy nét ra. Cái mã là 10.10 ha. Con này là mình sẽ bán với giá là 120.000, giá chưa bao gồm phí.